Chào anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhân Trương Vlog của em và cùng theo dõi tiếp cái phần 2 của video về những cách muối mực cũng như là Nhân đã chia sẻ trong cái video lần trước. Thì cái phần 2 của video này thì mình sẽ xem cái kết quả của ba cách muối mực mà Nhân đã giới thiệu với anh chị em trong cái video lần phần 1 nha anh chị em nha. Và khi mà xem lại cái video phần 1 thì Nhân thấy mình có bị một cái sai là anh chị em. Là hình như là cái bịch mực mà mình muối khô á, hình như là Nhân điếm 26 con nhưng mà Nhân ghi trong cái bọc có chỉ có 24 con thôi anh chị em nha. Nhưng mà cái bọc muối khô đó thì nó cũng không có, nói chung là nó không biết là nó có đúng vậy không, thì để mình xem lại cái mực mình coi hình như Nhân bị sai ngay chỗ đó hay sao á. Nếu mà có sai cái chỗ đó thì mong là anh chị em cũng thông cảm nha. Hình như là nó 26 con thì phải, nhưng mà Nhân ghi thì chỉ có 24 con thôi. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem để coi là trong ba cái cách muối mực đó thì cái kết quả nó như thế nào anh chị em nha. Thì đây anh chị em ơi, mình tiến hành mình tháo dỡ cái thùng mực bữa mình muối ra anh chị em nha. Đó, anh chị em nào mà coi mà còn y nguyên gì đây. Và cũng thông tin thêm anh chị em là cái nếu mà tính đến thời điểm bây giờ thì mình muối nó khoảng 16 tiếng đồng hồ anh chị em nha. 16 tiếng. Nhưng làm 16 tiếng là vì thật sự là nó còn ít đó anh chị em. Nói chung là nếu mà anh chị em ở Sài Gòn hoặc ở những cái tỉnh khác ha thì cái thời gian mà từ khi mà con mực mà bắt ở dưới biển lên á tới tay của anh chị em nó còn nhiều hơn nha, xa hơn nhiều á, có thể là 3-4 ngày, 5-7 ngày không chừng luôn. Rồi, mình lấy ra để mình xem cái nó mức độ nở như thế nào nha. Rồi, cái bọc khô sao mình để nó vô nước luôn. Ôi, cái này bị ẩu. Rồi, trước tiên là mình đổ cái bọc 26 con mà nước ngọt anh chị em nha. Này là 26 con nước ngọt. Cái bọc này Nhân ẩu quá, Nhân để nó vô nước luôn, cái bọc muối khô mà vô nước luôn. Rồi, tiếp tục mình sẽ đổ cái bọc mà 24 con mà nước mặn anh chị em nha. Đây, 24 con nước mặn đây. Tiếc quá, cái bọc này Nhân nó muối khô à. Nó lại vô nước luôn à. Không biết cái bọc trong này nó có lọc nước vô. Nó vô nước luôn à. Tiếc quá. Để nó lên trên luôn được, ta buộc vậy mà sao nó vô nước được hay vậy trời. Tiếc quá. Lỡ rồi đổ ra luôn, sai lầm.
cái kiểu này thì nó cũng giống như là nếu mà nó khô như vậy mà nó mình muối khô nhưng mà nó vô nước vậy thì nước đá nó tan ra, nó cũng giống như nước ngọt anh chị em ơi. Coi như cái thí nghiệm này của Nhân nó bị sai chỗ này. Thôi thì bây giờ mình ẩu quá, để cho nó vô nước cái bọc khô rồi thì thôi coi như mình bỏ qua đi anh chị em, bỏ qua cái khô đi. Nhân cũng xin cáo lỗi với anh chị em cái đó nha. Rồi, do cái lỗi kỹ thuật rồi Nhân hơi ẩu, để cái bọc mực mà muối khô đó anh chị em, Nhân không có đổ nước đó, nó bị lòng nước vô rồi, thành ra cái giờ nó chỉ còn hai loại là loại mình muối nước mặn và muối nước ngọt thôi anh chị em nha. Thì đây, qua đây thì anh chị em nhìn rõ thêm nè, để Nhân lôi ra cho nó ánh sáng chút xíu đó. Cái bên này là nước mặn anh chị em nha, đây anh chị em thấy nước mặn ha, anh chị em nhìn kỹ lại nha, nhìn kỹ một chút để Nhân dễ phân biệt cho anh chị em thấy nè, cái màu sắc ha, màu sắc. Còn bên đây là nước ngọt. Nếu mà anh chị em để ý kỹ thì thấy màu nó bên đây nó sẽ ửng màu đỏ nhiều hơn anh chị em nha, ửng màu đỏ nhiều hơn. Và bây giờ là cái khâu quan trọng này. Ở đây là nước ngọt và số con là 26 con. Anh Nhân sẽ đếm và bỏ lên cân cho anh chị em xem nha. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 24 rớt ra luôn anh chị em, nó nở anh chị em thấy. Rớt. Khó khăn quá là một mình. Khó khăn thiệt. Hai mươi bốn. Hai mươi lăm. Hai mươi sáu con anh chị em ơi. Thì trước mắt anh chị em là 26 con mực của ngày hôm qua anh chị em đi. Và anh chị em thấy là cái tỷ lệ nó nở nè, nó nở ra 1,4 ký hơn anh chị em nha. Đấy. Và bắt đầu là nó có vấn đề rồi đúng không? Đó, anh chị em hiểu quá nha. Đó, bây giờ là cái nước ngọt nè, 26 con. Mình sẽ đổ anh đây. Bây giờ tới cái nước mặn anh chị em nha. Đây. Coi gà nước mặn này tỷ lệ anh nở bao nhiêu đây. Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, bốn, sáu, mười tám, hai mươi, hai mươi hai, hai mươi bốn con anh chị em nha. Thì đây là cái kết quả của 24 con mực mà mình muối nước mặn anh chị em nha. Nó cũng đồng thời trên 1 ký nhưng mà cái số lượng con thì tùy theo lớn nhỏ nó khác nhau. Thì anh chị em thấy là nó cái độ chênh lệch nó mình đây là ra 1,2 ký. 1,2 ký hơn, 1,2 ký khoảng 450 g. Kêu bằng 1,2 ký 50 á. Còn cái mà mình muối nước ngọt hồi nãy thì nó lên tới 1,4 ký 5 là anh chị em ơi.
thì mỗi một cách muối á, thì nó ra cái tỷ lệ như vậy anh chị em ha. Còn cái phần bên đây, cái phần bên đây là tại vì nhân sơ ý, nhân để nó bị vô nước đá luôn rồi, mình để muối khô. Và khi mà cái muối khô này nó bị sai rồi thì nhân cũng đính chính cho anh chị em xem. Nếu mà mình muối khô á, nhưng mà mình biết ăn mực á, mình muối khô á, thì cái tỷ lệ nó không nở. Tất nhiên là 1 ký nó còn đúng 1 ký anh chị em ơi, mình muối khô trong cái bọc. Thì tại vì nhân sơ ý thì nhân cũng xin lỗi anh chị em nha. Và qua cái đây á, thì nhân cũng gửi đến anh chị em cái thông điệp là thật sự là nhiều khi á, mình đi ăn những cái nhà hàng, mình đi ăn những cái hàng quán thì nó cũng tùy theo anh chị em ơi. Nó tùy theo cái, nói chung là nếu mà thời buổi kinh tế bây giờ thì nói nôm na là mình ăn, mình bỏ tiền ra nhiều thì mình ăn cái hàng coi như nó chất lượng hơn, cũng đúng anh chị em. Thành ra có nhiều khi anh chị em nhìn cái màu con mực nổi mà muối nước mặn với lại là muối nước ngọt này, anh chị em thấy cái màu nó cũng khác. Và cái tỷ lệ mà mực mà nó rút nước mà nó rút vô con mực nó cũng khác anh chị em nha. Có nhiều anh em bạn bè anh chị em là nói là sao mua mực về rồi bỏ vô cái lẩu, làm xong rồi nhúng vô cái lẩu, không phải là mực ống không mà trong đó nó có mực tuột nữa, thì mực bầu nữa, thì sao mà mình đem về trong trong nhà mình á, mình làm rồi mình bỏ vô cái lẩu hay là mình bắt lên mình nướng gì đó nó ra nước rồi nó teo lại còn có chút xíu. Thì qua cái video này thì anh chị em hiểu thêm là tại vì nước, những cách muối như nhân làm như vậy là rất nhẹ tay anh chị em nha. Nhưng mà nếu mà vô tới tay của dựa hoặc thương lái thì người ta sẽ xử lý có thể là lên 1,5 kg hơn anh chị em nha. Cái đó thì anh chị em nào mà có muốn tìm hiểu thêm á, hay là muốn xem cái video này của nhân nó thực tế hay không, thì anh chị em có thể mua vài ký mực về mình làm thử một cái thí nghiệm tỷ lệ nó coi sao anh chị em nha. Đó là cái thông điệp mà nhân muốn gửi đến anh chị em, để chúng ta nhiều khi chúng ta không có hiểu về cái mực này nhiều á, thì những cái mặt hàng hải sản của tụi mình cái giá cả nó làm sao, người mua 100.000 ký người lại mua 150, thì cái chuyện đó là anh chị em xem cái video này hiểu thêm là mình đang ăn, đang sử dụng cái loại mực nó như thế nào và cái chất lượng nó đi kèm với lại là cái giá cả của cái mặt hàng nó đúng hay là không anh chị em nha. Rồi thì video của nhân thì được chia làm 2 phần. Nếu mà anh chị em nào á mà có xem cái phần này mà không có xem cái phần 1 á, thì anh chị em xem lại cái phần 1 để mà mình hiểu thêm về những cái cách muối mực cũng như là những cái thông tin mà nhân muốn gửi đến anh chị em trong cái video này ha. Rồi, cảm ơn anh chị em và cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh Nhân Trương Vlog của em. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh chị em trong những cái video lần sau nha.